các bạn. Chúc các bạn một ngày an lành, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục mình đi chợ và mình tranh thủ mình sẽ là quay cho các bạn cái con đường Võ Văn Kiệt của Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long. Đây là cái con đường mới mở. Bên kia là quán cà phê Lam, rất là đẹp, lớn, khách đặt. Bạn thấy cái con đường rộng. Hai bên là cây xanh rất là mát, đẹp. Lúc trước cũng có quay vậy mà. À, lúc trước mình có quay, nhưng mà mình không có chiếu lên. Có mà. Có không? Có. Nhưng mà khi đó là mới mở, những nhà cửa thì đang còn là thưa thớt lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó tương đối rồi đó các bạn. Có những quán cà phê rất đẹp nha các bạn ơi. Đối với mình thì là cái con đường Võ Văn Kiệt mà mình thích nhất, ấn tượng nhất là cái sự rộng lớn và đẹp sạch sẽ. Đây thì là cái gì, cục thuế ha, tỉnh Vĩnh Long. Còn bên này á thì sau một chút thì đó là bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long. Quá đẹp, rộng rãi hết sức luôn. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi nha các bạn. Để bản cho nên mình không biết nha các bạn.
chọn thanh thang đó mà. Chọn thanh thang cho nên các bạn xem thì mình đi là cái tiếng cái gió nó bù bù cái lỗ tai mình nè. Con đường quá hả? Chưa, những cái con đường này nó hình như là nhỏ nhỏ này nó chưa có lên sao á. Thì cứ biết ra đường bỏ một chuyện rồi mình cứ rẽ mấy cái đường phụ đó thì chưa. Đó, cái cây bằng lăng này mà bữa nào nó ra hoa tím nữa, ủa trời lắm. Có xe nữa hả? Có đây. Thôi, mình quay lại nhé các bạn. Người ta đang trong cái khu vực này là trong cái thời gian xây dựng nữa. Thank you.
cậu làm Tết không? Chúc các bạn vui và khỏe nha.